2. Sao các bạn thấy cái kênh Đại Nam Quân vậy? Đúng không? Đây là sân chuồng bò đường An Hội, Lê Đức Thọ, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cuộc chiến của anh em Nam Bắc gặp nhau, có duyên và có nợ. Đây là Nam Bự, 4,5 m. Bên kia là Tài nhỏ và Chuối, sân đại dương mênh mông, ba dách luôn các bạn. Ba dách ba nơi luôn nha. Tỷ số hiện tại bây giờ là 1-0 đang nghiêng về cho Nam Bự. Kèo đầu tiên mà các bạn xem Đại Lâm quay đầu tiên đấy là Nam Bự 4m và Nam Bự đã thất thủ trước Tài nhỏ và Chuối. Còn một kèo 3m7 nha các bạn, Đại Lâm úp chưa úp nha các bạn, 3m75 xin lỗi các bạn, 3m75 vì lý do kỹ thuật và Đại Lâm chớp nha, là 3m75. Còn đây là kèo 4,5 m, bữa nay là lần thứ ba gặp lại 4,5 m giữa Nam Bự và Chuối cùng Tài nhỏ. Tỷ số hiện tại bây giờ là 2-0 đang nghiêng về cho Nam Bự. Các bạn thấy hay nhớ share và like và share, cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nào không có nhận được thông báo cái điện thoại của mình thì hãy xem lại cái điện thoại của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. 2-0. Có đâu, kệ chuyện nổi đâu. Quá hay cho Chuối. Một pha quá đẳng cấp của Chuối pha bóng vừa rồi. 1-2. Quá hay. Quá đẳng cấp pha bóng vừa rồi. Thật sự quá đẳng cấp. Chuối vừa có một quả vô cà phê tuyệt vời. 1-2. Chuối quá nhanh các bạn ơi, phóng gì rồi, Chuối quá nhanh, chết rồi, quá hay. Thật sự Nam Bự đã điều tiết Tài nhỏ và Chuối và bóng gì rồi, quá hay. Sau khi Tài nhỏ và Chuối chạy loạn xạ và một cú chẻ dưa, quá hay. 3-1 bay bùi. Sân Nam Bự 4,5 m các bạn, nổi sân nha, 4,5 m. Rồi. Không ai thua cả. Tiếp tục chui đến bóng ra ngoài. Bốn một. Quá cảm giác cho Nam Bự. Lần này trở lại đây, Nam Bự thể lực rất phục hồi và động tác rất tuyệt vời. Cảm giác rất tuyệt. Không còn lụp chụp như trước đây nữa, vài tuần trước. Trận đầu tiên 4m. Bóng lại ngoài. Nó sát quá. Không chấp hô. Bóng lại ngoài. Vô trong gì thôi. Để đi tí. Này, em cắt luôn.
bốn lại ngoài 5-1 là như về cho Nam Bự. Thì nụ cho anh chơi suối không lạnh nha cô ơi, chơi suối không lạnh á, không lạnh á. Tỷ số tại bây giờ là 5-1 nghiêng về cho Nam Bự Hải Phòng. Có lẽ lần trở lại đây Nam Bự đã chuẩn bị cho mình hành trang thể lực, cảm giác bóng và không còn lụp chụp như lần đầu tiên vào ram nữa. Tấm chuối chín đi. Quá hay. Quá hay. Thật sự quá hay. Phải nói là cái kỳ cái nôi của Hải Phòng. Về cái kỳ Hải Phòng còn có những cái tên sau Long Kỳ rất đáng gờm, đó là Quy Con, Quy Trung Kim. Trung Kim cũng đã từng tới sân này rồi các bạn à. Quy Con, xin lỗi các bạn, Quy Cháu. Quy Cháu là một trong những người đầu dò cũng rất ghê gớm của Hải Phòng. Solo 1-1. Và Trung Kim, Trung Kim cũng đã đến sân Chuồng Bò Lê Đức Thọ này rồi. Và Trung Kim đẳng cấp của Kỳ, hầu như là các cầu thủ Kỳ đều nằm tại Hải Phòng. Trung Kim từng hạ Trầm Dên tại sân này. Solo nghe các bạn, từng hạ Trầm Dên. Đấy là Trung Kim. Còn Quy Cháu trước đây từng chấp chuối 1,5m và 1,3m, cũng có chấp thọ Bến Tre tại sân Hải Phòng 1,5m. Đấy là Quy Cháu. Còn đây là Nam Bự. Nam Bự vào sân Gò Sòi khi solo đồng với Gơ Tây và thất thủ với Gơ Tây. Nhưng hiện tại bây giờ Nam Bự đã rất tiến bộ về thể lực và cũng như cảm giác bóng của mình. Các bạn thấy không, Nam Bự đang đánh chuối thật trẻ, vừa tài nhỏ và chuối rất khó chịu các bạn ạ. Quá hay cho Nam Bự. Thật sự quả bóng cũng quá khó cho Nam Bự, nhưng Nam Bự đã cứu được quá tuyệt vời. Tình hình này tài và chuối rất mệt. Bóng ngoài vào vách tường. Quấn cho người ta di chuyển đi tài hơn. Vào vách tường. Tỷ số hiện tại bây giờ là 12-6. Xin lỗi các bạn, tào lao 26. Hai sau, tài nhỏ chuẩn bị phong bóng. Một quả bóng quá đẳng cấp của chuối. 3-6. Thật sự quả bóng rồi quá đẳng cấp. 3-6. Cái này thuốc tán ở ngoài Ninh Bình á. Sơn này hay lắm. Anh uống đợt trước cũng mấy bịch rồi, nó an toàn. Thuốc tán dạ dày ngoài Ninh Bình á, dạ dày. Lại là chuối. Quá khó. Vẫn còn bóng ngoài đó nghe bạn, ba chết ba nơi nha các bạn. Quá hay. Quá hay. Năm này đi quá luôn. Một pha bóng quá đẳng cấp của Nam. Một cú trẻ vừa đầu lưới giữa tài nhỏ và chuối. Thật sự một pha quá đẳng cấp.
cho bành ở ngoài. Các bạn thấy không? Cuộc chiến nằm mặt những chàng trai như thế này luôn rất nóng bỏng, gạch tinh, đẳng cấp về pha bóng nha các bạn. Chúc các bạn luôn sức khỏe, xem 47 nha. Nhớ share và like và share. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tỷ số tại giờ là 7-3. Quá hay, thật sự một cú động tác nhỏ quá hay, do gà cho Nam Bự bông lại theo, quá hay cho Nam Bự. Thật sự Nam Bự đã điều tài và chui đều như điều đào, quá hay. Nam Bự đã nghiên cứu tài nhỏ và chuối sau thời gian đầu tiên gặp nhau 4 mét. Tài và chuối cho Nam Bự ăn hành. Sau lần thứ hai gặp lại 3m7 đã làm chưa ấp lên các bạn. Và đây là lần thứ ba gặp lại 4m5. 4m5. 8-3. Clip là nguồn xí lếp. Mà đi đấy mà. 8-3. Quá hay, bên nào cũng hay pha bóng vừa rồi. Quá hay, những cú giật của Nam. Các bạn thấy như thế nào, những cú giật và những cú tán của Nam. Quá hay. Quá hay. Đừng hình. Đừng hình. Đừng hình. Và quá hay. Và Nam nhỏ đã không chịu nổi việc. Và bóng rồi. 4-8. Quá hay.